chúng tôi xin giới thiệu đô mang trang phục màu đỏ Hà Văn Hiếu ở Linh Bình, đô mang trang phục màu vàng Hùng Kỳ của Bắc Linh, trọng tài Nguyễn Văn Thành, các trọng tài khác không thay đổi. Hai đầu ngồi xuống. Nghe lệnh trọng tài chống xe đài. Đề nghị các khán giả chúng ta ở trên tường bao ở phía trước nhà văn hóa để đảm bảo đường truyền của ban tổ chức, đề nghị các em xuống đi ạ. Một lần nữa xuống đi ạ. Đường truyền của ban tổ chức đi qua khu vực đó. Alo, đề nghị ban an ninh hỗ trợ với ban tổ chức nhắc các khán giả đang trèo ở trên đằng sau nhà hơi ạ. Bởi vì đây là dây cáp mạng của ban tổ chức đang kéo qua đấy. Nếu mà đứt là sẽ mất mạng, không truyền được trực tiếp đâu. Đề nghị khán giả đang đứng ở lưới tường bao đằng sau nhà hơi xuống ngay. Ra ngoài rồi. Trận thi đấu tiếp tục. Đúng là quá khổ quá tải phải không ạ? Nào, xong rồi. Vâng. Đô Hà Văn Hiếu, tên thường gọi là Hiếu Khổng Lồ. Trận thi đấu tiếp tục. Nào, chúng ta cho một tràng pháo tay đi ạ. Vâng, rất là gay cấn. Nào, các lão tướng nào. Rồi, hai ông lão tướng đang tìm sơ hở của nhau. Không có kỹ thuật đánh tiếp theo. Hai đô đánh ở tư thế đứng. Trận thi đấu. Trận thi đấu tiếp tục. Vâng. Rất quyết liệt. Hai ông lão tướng rất quyết liệt. Vâng. Ra ngoài rồi, đã có tiếng còi rồi. Tiếng còi ra ngoài rồi. Rất tiếc cho Hà Văn Hiếu. Đô Hà Văn Hiếu thắt khố đỏ. Trận thi đấu tiếp tục. Chúng ta cho một tràng pháo tay ạ. Hai ông đô đúng là cân sức cân tài. Không biết làm gì đây ạ. Nào. Đã có kết quả phải không ạ? Rất là xuất sắc. Bằng một kỹ thuật quân quân. Hai đô đứng ở giữa thả. Chúng tôi công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả lúc 3:33 giây của hiệp thứ nhất. Roman trang phục màu đỏ. Hà Văn Hiếu đã thắng cuộc. Như vậy, Hà Văn Hiếu đã nhất thắng trong chương trình phá giải đại đô.
Như vậy là TikToker Hà Văn Hiếu, người khổng lồ ở khu vực miền Bắc. Đề nghị anh Hà Văn Hiếu, cầu thủ Hà Văn Hiếu đi một vòng xung quanh đi ạ. Và để cho mọi người đều biết ạ. Và vâng, hiện nay trên dưới vật của làng Cuba là chỉ có duy nhất một ông đô Hà Văn Hiếu, tên được gọi là Hiếu khổng lồ, nặng 139 kg. Vâng, rất là vinh dự cho làng Cuba. Nèo 22, Bá Lực Nghệ An, Nguyễn Tiến Đông của Bình Phú.